Chào mừng quý vị khán giả đang đến với chương trình Sao Muôn Màu. Quý vị thân mến, Thái Chí Hùng là một gương mặt mới trong làng điện ảnh Việt, nhưng anh đã sớm gây được sự chú ý nhờ ngoại hình sáng, gương mặt đẹp và nét diễn xuất rất tinh tế. Ngoài ra, anh còn tham gia rất nhiều bộ phim truyền hình cũng như điện ảnh, và gần đây anh còn tham gia cả kịch nói nữa. Và trước khi gặp gỡ với anh, Tiểu Bình mời quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi một số hình ảnh sau nha. Thái Chí Hùng là diễn viên chính của nhiều bộ phim truyền hình đang được yêu thích trên màn ảnh nhỏ như Bí mật đàn ông, 12 bến nước, Hai người cha, Vũ điệu sống. Bên cạnh đó, anh còn tham gia một số bộ phim điện ảnh như Lọ lem Sài Gòn, Nhà có năm nàng tiên. Gần đây, khán giả còn bắt gặp hình ảnh của Thái Chí Hùng tại các sân khấu kịch nói. Và đây cũng chính là một bước chuyển mình tiếp theo của anh để khẳng định tài năng của mình. Với một ngoại hình sáng, chất giọng miền Tây và bản chất thật thà dễ mến, Thái Chí Hùng đã nhanh chóng chiếm được tình cảm của khán giả và trở thành một trong những gương mặt trẻ sáng giá của làng điện ảnh Việt Nam. Quý vị khán giả thân mến, qua những hình ảnh vừa rồi thì có lẽ quý vị cũng đã biết ít nhiều về diễn viên Thái Chí Hùng của chúng ta. Và ngay bây giờ, ngồi bên cạnh Tiểu Bình chính là chàng diễn viên đa tài đẹp trai này. Nào, chúng ta hãy bắt đầu buổi trò chuyện ngày hôm nay với anh nhé. Chào anh Thái Chí Hùng, rất vui vì anh đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay. Chào Tiểu Bình, xin chào khán giả Sao Muôn Màu. Ngày hôm nay Tiểu Bình rất là vui vì anh đã dành thời gian cho chương trình. Và trước khi chúng ta bắt đầu buổi trò chuyện thì không biết là anh có thể chia sẻ về cái tên rất là ấn tượng của mình. Tên của mình là Thái Chí Hùng. Thật sự hồi lúc mà vô nghề thì mọi người cũng kêu là mình nên đổi nghề danh. Yeah. Bởi vì cái này là tên thiệt. Cha là họ Thái. Yeah. Là người Hoa. Mẹ thì họ Lương, thì chắc cũng người Hoa luôn. Không biết là anh có biết nói tiếng Hoa không ạ? Tiếng Hoa thì gia đình cũng ít sử dụng. Đa số là nói tiếng Việt, cho nên biết thì để đó chứ không xài. Anh Thái Chí Hùng này, khi mà Tiểu Bình tìm hiểu về anh, có lướt qua một số trang web cá nhân, thấy là hình ảnh của anh gắn liền với hình ảnh của một chàng trai miền Tây sông nước. Có vẻ như là anh rất là gắn bó với vùng đồng bằng sông Cửu Long đúng không ạ? Đương nhiên rồi. Bởi vì anh được sinh ra ở vùng An Giang, Châu Đốc. Anh học từ nhỏ, cho nên cho lúc mà anh 15 tuổi thì anh mới lên Sài Gòn này. Thì bắt đầu là anh đi vô học trường trung học ở trên đây. Thì sau đó anh ra tốt nghiệp trung học thì anh học có học đại học kinh tế. Xong duyên nợ sao không biết là vô cái nghề diễn viên. Vậy thì không biết là gia đình của anh có bao nhiêu người ạ? Gia đình của anh thì có ba mẹ với lại một người em gái thôi. Người em gái. Không biết có ai theo đuổi con đường nghệ thuật không anh? Nói chung là cả gia đình anh và dòng họ anh luôn. Chỉ có mình anh. Chỉ có mình anh. Cho nên vô đây nó cũng hơi bơ bơ tí. Anh Thái Chí Hùng này, phải chăng anh là con người miền Tây, cho nên anh rất là thích tham gia những cái bộ phim miền Tây đúng không? Chắc chắn là vậy. Dạ vâng. Bởi vì từ lúc mà bắt đầu đóng một cái vai lớn khi tham gia phim truyền hình là đó là một phim miền Tây. Anh cảm thấy là nó rất là gần gũi với mình. Kể cả những hành động, cử chỉ, lời nói. Tại vì mình là người miền Tây mà. Sau cái phim Hai Bến Nước thì anh có làm một cái phim của chị Đặng Thái Quyền. Phim Bí mật đàn ông, đóng với lại Dương Cẩm Linh. Cái đó là anh được tham gia phim của Hai người cha. Thì anh lại vô một cái vai, là cái vai cũng, nó không phải là gạt miền Tây. Nhưng mà nó cũng là đồng quê. Anh thể hiện được cái chất miền Tây của anh trong phim. Thì cái vai đó anh cũng rất là thích. Với lại phim Hai người cha là bối cảnh chính là nằm ở Củ Chi, Hóc Môn. Mỗi ngày anh phải chạy xe là 60 cây đi lên, 60 cây đi về. Mà lên đó thì toàn bộ là rừng cao su không. Mình quay ở giữa rừng đó, mình muốn đi vệ sinh, ăn uống hay là cái gì đó thì đi rất là xa. Bởi vì quay trên đó khoảng chừng một tháng ở trên đó là mọi người già là mọi người đuối đó. Nhưng mà ngược lại thì khi mà quay như vậy mọi người gắn bó nhau rất là vui. Những cái khó khăn đó cũng là những cái trải nghiệm trong cuộc sống của mình đúng không anh? Lúc nãy anh có nhắc tới bộ phim Bí mật đàn ông, thì Tiểu Bình cũng muốn hỏi anh một câu là Tiểu Bình nhớ trong bộ phim đó anh đảm nhận vai của một chàng sinh viên yêu một cô giáo lớn hơn mình 5 tuổi đúng không ạ? Và vai diễn này phải công nhận rất là khó về nội tâm lẫn những cái trải nghiệm trong cuộc sống của mình. Không biết anh có thể chia sẻ đôi chút với quý vị khán giả không? Để mà quá thang vô thằng sinh viên mà yêu một cô giáo thì nó cũng hơi khó khăn cho anh một chút. Là về không biết tin giờ nói chuyện như thế nào, hành động như thế nào. Nhưng mà anh thì khi mà anh đóng thì anh cứ nhập vai, cứ đóng. Thì cũng may chị Đặng Thái Quyền, chị rất là khó, cho nên chị chỉ anh rất là nhiều. Còn Dương Cẩm Linh thì rất là giúp anh trong cái công việc diễn xuất. Thì đó là cái bộ phim lớn thứ hai anh đóng trong cái vai chính. Không biết là anh Thái Chí Hùng có bao giờ rơi vào tình trạng yêu một người chị như vậy chưa? Và bản thân anh suy nghĩ như thế nào về tình yêu không đồng trang lứa? Anh nghĩ ngoài cuộc sống chắc anh
không có suy nghĩ anh sẽ quen một người lớn tuổi hơn mình như vậy. Cái thứ hai nữa, anh cũng chưa có duyên gặp những người như vậy. Bởi vì đối với anh cảm thấy là phụ nữ không có thích quen một người bạn trai mà nhỏ tuổi hơn mình như vậy. Thì anh thấy cái chuyện tuổi tác thì không có quan trọng gì hết. Quan trọng là tình cảm chân thật với nhau thôi. Vâng, vậy đó cũng chính là cái khó khăn của anh khi mà anh đảm nhận vai diễn này đúng không anh? Bởi vì một cái trải nghiệm mà mình chưa bao giờ trải qua hết. Và bên cạnh bộ phim này thì Tiểu Bình nhớ là gần đây tin là anh sẽ kết hôn với nữ ca sĩ Lâm Chi Khanh. Và điều này khiến cho rất là nhiều khán giả bất ngờ. Anh có thể chia sẻ đôi chút cho quý vị khán giả được hiểu thêm không? Tình cờ có làm việc với lại chị Lâm Chi Khanh ở ngoài. Chị có nói là bây giờ sắp tới chị có làm live show. Thì bây giờ em có rảnh thì em tham gia với chị một cái đoạn clip. Bắt đầu thì vô quay, mọi người cứ chụp hình, cứ làm việc bình thường. Nhưng mà tới lúc mà lên báo, anh mới biết là mọi người ghi những cái tiết như vậy. Thì lúc đó mọi người xung quanh, gia đình anh cũng vậy. Ủa sao, chuyện gì xảy ra vậy? Ủa, con lấy làm việc hành thiệt à? Thế anh nói, đâu phải đâu. Tại sao đọc có tiêu đề mà không đọc ở dưới? Nhiều người người ta chỉ xem hình không à. Người ta cứ điện thoại hỏi ba mẹ anh. Ủa sao thằng Thái Chí Hùng nó lấy làm việc hành thiệt? Và là một người nghệ sĩ thì đôi khi mình phải tập làm quen với những tin đồn đúng không anh? Tiểu Bình được biết là nội dung trong MV này là anh đảm nhận một vai diễn mình sẽ cưới một cô gái. Nhưng mà sau cùng anh lại phát hiện cô gái này là chuyển giới. Vậy thì nếu mà ngoài đời anh là người đàn ông như vậy thì anh cư xử như thế nào? Cái này em hỏi hơi khó cho anh. Bởi vì khi mà quen nhau anh nghĩ cũng đã tìm hiểu. Cho đến lúc kết hôn với nhau thì anh nghĩ nó cũng có một quá trình rất là dài. Anh nghĩ nếu mà cô ấy có là chuyển giới thiệt thì chắc chắn phải biết. Còn về suy nghĩ của anh, nếu mà gặp một người phụ nữ mà chuyển giới như vậy, mình có tình cảm thật sự hay không thì anh nghĩ là bản thân anh cũng không biết được. Bởi vì thì anh nói mọi chuyện vô có duyên thôi. Nếu mà có duyên mà gặp ở đó, anh cũng suy nghĩ coi sao. Chứ anh nghĩ anh thích phụ nữ thôi. Dạ vâng. Và bên cạnh bộ phim này thì Tiểu Bình cũng được biết là anh còn tham gia một số vở kịch kinh dị như là vở kịch Một Xác Hai Mạng hay là Xác Sống. Đây có phải là sở trường của anh không? Bởi vì Tiểu Bình cũng biết là trước kia anh đã từng học qua kịch nói rồi. Tuy rằng anh đã được học một lớp kịch, học đại học, nhưng mà khi mà ra làm là một cái chuyện nó khác nhau một trời một vực. Phim thì mình có thể làm lại được nếu mình sai. Còn kịch thì không có cơ hội nữa. Chỉ có xuất sao thôi. Nhưng mà lúc đó là người ta đã nhận định thằng này đóng hay, này đóng dở rồi. Đầu tiên thì anh làm cái vở Một Xác Hai Mạng. Cái vở đó bắt đầu là lần đầu tiên bước ra sân khấu mà rất là nhiều khán giả, nhà báo và anh cảm thấy rất là hồi hộp và áp lực rất là nhiều. Cho nên đôi lúc là mình làm chưa có tốt lắm thì mong mọi người thông cảm. Cảm ơn những chia sẻ của anh. Quý vị khán giả thân mến, trước khi tiếp tục buổi trò chuyện ngày hôm nay thì Tiểu Bình mời quý vị cùng xem qua một số hình ảnh sau đây nha. Kịch kinh dị là một trong những thể loại đang phổ biến hiện nay tại các sân khấu kịch nói, và trong lần thử sức với lĩnh vực mới này, tuy còn nhiều trở ngại về tâm lý, nhưng diễn viên Thái Chí Hùng đã cố gắng hết mình để thể hiện cảm xúc và nội tâm của nhân vật. Em còn đáng giá hơn gấp trăm ngàn lần, cũng có con gái trong nhà giàu, biết yêu cần, không mắt. Em là người quan trọng nhất cuộc đời của anh. Cha của Nguyên, cha của Nguyễn của con, thì làm sao kẻ giết người được? Không phải chuyện của con, tránh ra. Về điện ảnh, bên cạnh những vai diễn đậm chất miền Tây Nam Bộ, Thái Chí Hùng còn có cơ hội thử sức với vai phản diện giang hồ trong bộ phim Lọ Lem Sài Gòn, một bộ phim hợp tác Việt Hàn. Bộ phim này cũng giúp anh đã có thêm một cái nhìn đa diện hơn từ phía khán giả.
Bên cạnh công việc, anh còn thường xuyên tham gia các hoạt động vì cộng đồng, các chương trình từ thiện giúp đỡ cho những ai có hoàn cảnh khó khăn. Anh thấy Chí Hùng này trong bộ phim Vũ Điệu Sống, anh có đóng chung với diễn viên Thúy Diễm. Thì Tiểu Bình thấy là hai anh chị có khá là nhiều phân đoạn tình cảm với nhau, và đặc biệt là những cảnh nóng, phải diễn rất là nhiều người. Và theo báo giới nhận định thì diễn viên nữ đa phần là gặp nhiều khó khăn hơn là diễn viên nam. Anh cảm thấy như thế nào về điều này? Anh nghĩ những cái cảnh nóng khi mà đóng phim mà không có phải khó khăn ở phần diễn viên nữ, mà bản thân anh là đàn ông thì cũng có một cái phần không nhỏ. Yeah. Bởi vì khi mà bắt đầu những cảnh đó, hình như là mọi người rất là tập trung. Ở ngoài thì ai cũng trầm trồ, ai cũng giỡn để coi hai đứa này làm gì. Yeah. Nhưng mà bản thân hai đứa ở trong cuộc á thì rất là ngại. Tập trung. Yeah. Nhưng mà ngoài cái phần ngại ra thì mình phải diễn xuất sao mà cho khán giả xem nó thật một chút. Yeah. Cho nên mỗi lần mà bắt đầu là đạo diễn kêu action, là hai đứa bắt đầu diễn bắt đầu tới cảnh hôn, thì hai đứa bắt đầu tập trung vô. Bắt đầu hôn được một chút thì đạo diễn kêu cắt. À. Cắt, phải làm lại. Nhiều khi một cảnh về làm rất là nhiều lần. Đa số là quay xong á, là hai đứa mắc cỡ. Phải có một thời gian nhất định nào đó thì hai đứa mới nói chuyện nhau được. À. À, chứ không có thể nào mà hôn xong rồi quay qua nói chuyện bình thường được. À. Nó có cái gì đó rất là lạ. Mình anh không có diễn tả được. Yeah. Vậy là dù là diễn viên nam hay diễn viên nữ thì khi diễn những cảnh đó đều gặp khó khăn hết. Và sẵn tiện thì Tiểu Bình cũng muốn hỏi anh một câu là không biết là nụ hôn đầu đời của anh là từ khi nào ạ? À, nụ hôn đầu đời của anh thì anh dành cho cái người đầu tiên của anh. Người đầu tiên. Thì nó chỉ là đơn giản là tình cảm học trò, học sinh. Dạ. Chỉ là một cái nắm tay, một cái nụ hôn nhẹ thôi. Nó rất là đơn giản. Dạ. Anh nghĩ là nhưng mà anh sẽ không bao giờ quên. Đó là nụ hôn trong quá khứ, còn không biết là hiện tại thì trạng thái của anh như thế nào? Độc thân, đang hẹn hò hay là đã đính hôn? Anh cũng có. Yeah. Nhưng mà có điều là bây giờ hình như là ai gặp anh người ta cũng sợ. Nhiều khi người ta nghĩ anh là một người dễ thay lòng đổi dạ, cho nên người ta rất là sợ, nhất là với nghệ sĩ, diễn viên, ca sĩ. Yeah. Những người bình thường thì để có tình cảm với lại những người làm trong nghệ thuật, anh thấy có một cái gì đó nó hơi khó khăn một chút. Còn hiện tại là anh cứ bị vậy hoài, người ta cứ nghĩ anh là có bạn gái, cho nên đâu có ai dám quen đâu. Anh thì cứ đi tìm hoài mà không ra. Em có ai em giới thiệu với anh đi. Vậy là kết luận là hiện tại em vẫn còn độc thân. Vậy là quý vị khán giả nữ chương trình vẫn còn có cơ hội làm quen với anh đúng không? Đương nhiên rồi. Anh thấy Chí Hùng này ngoài phim ảnh thì Tiểu Bình thấy là anh tham gia khá là nhiều hoạt động từ thiện, và đặc biệt là trong clip Vẫn Làm Con được đầu tư rất là kỹ lưỡng. Và anh có thể chia sẻ đôi chút cho quý vị khán giả không ạ? Thì trong cái clip Phần Lập Con thì yeah. Anh tham gia một phần nhỏ, bởi vì nó có rất là đông đảo nghệ sĩ, khoảng 400 người. Yeah. Thì mục đích của cái làm cái clip này là để gây quỹ từ thiện. Với lại bản thân gia đình anh cũng vậy, tại vì ba mẹ anh là ăn chay trường cũng mười mấy năm rồi, cho nên nhà anh lúc nào cũng hình như là cỡ một tháng là đi làm từ thiện một lần. Yeah. Thì ngoài cái từ thiện gia đình với lại anh chị nghệ sĩ với lại một số tổ chức xã hội, nói chung là anh làm được cái gì đó anh làm. Yeah. Trong khả năng của anh, hết sức hết mình vậy thôi. Yeah. Tham gia những hoạt động ý nghĩa vậy cũng giúp cho cuộc sống của mình ý nghĩa hơn đúng không anh? Tiểu Bình được biết là anh còn kinh doanh khách sạn nữa và có một ngôi biệt thự rất là đẹp, nhưng mà anh khá là kín tiếng về điều này với báo giới, không biết là lý do vì sao? Anh nghĩ đối với anh á, thì công việc là kinh doanh khách sạn của anh và là công việc làm nghệ thuật của anh thì nó hoàn toàn không dính dáng gì với nhau. Khi mà anh làm nghệ thuật thì khán giả nhìn nhận anh ở góc độ là cái sản phẩm anh làm ra, là nhà anh đóng những bộ phim như thế nào, nhân vật như thế nào. Còn về mà vấn đề kinh doanh hay là anh làm nhiều khác ngoài nghệ thuật thì nó giống như là cái tay trái của anh thôi. Và bên cạnh những công việc đó thì không biết là anh có còn một cái niềm đam mê hay sở thích nào riêng nữa không ạ? Anh rất thích thể thao. Anh có thể chơi được rất là nhiều bộ môn. Yeah. Chơi bóng đá nè, bơi lội, bóng bàn, cầu lông, tennis. Yeah. Nói chung là không có chơi gì giỏi hết, nhưng mà cái gì cũng thích hết. Yeah. Luyện tập thể thao cũng là một cách để mình có thể giữ được sức khỏe cũng như là giữ được vẻ đẹp thể hình đúng không anh? Và trước khi chia tay với quý vị khán giả của chương trình, không biết là anh có muốn chia sẻ điều gì không ạ?
Trước tiên là Thái chú Hùng rất cảm ơn chương trình Sao Mưu Màu đã tạo điều kiện cho Hùng có thể trao đổi về công việc, cuộc sống với lại quý vị khán giả. Hùng mong quý vị khán giả có thể ủng hộ Hùng trong một số phim truyền hình, một số dự án sắp tới, cũng như là hai vở kịch Hùng đã tham gia. Xin cảm ơn mọi người. Vâng, và một lần nữa rất cảm ơn anh đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay. Quý vị khán giả thân mến, qua chương trình ngày hôm nay thì chúng ta đã hiểu thêm được rất nhiều về tâm tư, tình cảm cũng như là cuộc sống công việc hàng ngày của diễn viên Thái Chí Hùng. Và thời lượng của chương trình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Mọi chi tiết đóng góp cho chương trình được hay hơn xin vui lòng gửi về cho chúng tôi qua địa chỉ Trung tâm Sản xuất Phim Truyền hình Tuổi Trẻ Việt, 286/2B, Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc qua địa chỉ email tuoitrẻviet.ttv@gmail.com. Còn bây giờ Tiểu Bình và diễn viên Thái Chí Hùng xin gửi lời chào và hẹn gặp lại.